quý vị và các bạn, Đà Lạt là một thành phố du lịch nên vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị luôn được ngành chức năng, chính quyền thành phố cũng như người dân địa phương hết sức quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn đó không ít những khó khăn bất cập ảnh hưởng đến vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa, đòi hỏi cần có một sự quyết tâm cao và những giải pháp thiết thực để thành phố Đà Lạt trở thành thành phố văn minh, thông minh, thân thiện. Trong một ống kính cuối tuần kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề đang được dư luận rất quan tâm trong thời gian gần đây. Đó là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hệ thống đường ống thoát nước và thu gom xử lý nước thải thành phố Đà Lạt và nguy cơ cây xanh ngã đổ hiện nay. Thi công lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước và thu gom xử lý nước thải tại thành phố Đà Lạt là một dự án lớn, đóng vai trò quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường cho thành phố Đà Lạt, được thi công từ năm 2014 đến nay. Và cũng từ đó đến nay đã gây ra những phiền toái trong việc hoàn nguyên mặt bằng. Thực trạng này đã được người dân và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn còn nhiều con đường như thế này. Người dân lo lắng kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri và dưới nhiều hình thức. Thi công kiểu này thì nếu mà bằng ngày thì còn thấy đường, chứ gặp này mà bằng đêm mà đi là dễ xảy ra tai nạn. Đường vẫn bị đào và mặt đường vẫn nham nhở từ tháng này qua tháng khác. Trong khi đó, theo quy định, đơn vị thi công phải hoàn nguyên mặt bằng tối đa sau một tháng thi công. Thế nên kiến nghị nhiều mà thực trạng không thay đổi. Không ít người dân từ sự bức xúc rồi chuyển sang buông xuôi. Thực sự ra này cái phản ánh không giải quyết vấn đề gì nhưng mà giờ họ làm cứ tay biết là mưa xuống nước ngập đi cho gần tới mắt cá cứ trôi đầy vậy thôi. Hiện nay dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và thu gom xử lý nước thải thành phố Đà Lạt đã hoàn thành 73% khối lượng lắp đặt đường cống trên các tuyến phố. Tuy nhiên việc hoàn nguyên mặt bằng lại được thực hiện chậm trễ hoặc hoàn nguyên không đảm bảo chất lượng khiến mặt đường sụt lún hư hỏng. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Yếu và cái biện pháp chế tài cũng chưa có, chỉ có cái là dừng không cho thi công nữa để nó hoàn trả, nhưng mà chậm cái giải ngân của vốn của ngân hàng thế giới. Tính toán của tỉnh là phải cho tiếp tục thi công, nhưng mà cái hoàn trả thì coi như là mình cũng phải ép buộc thường xuyên hàng ngày kiểm tra để đảm bảo chất lượng. Được biết từ sau tháng 12 năm nay, dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và thu gom xử lý nước thải thành phố Đà Lạt sẽ ngừng thi công mới. Và hiện nay bên cạnh thi công các hạng mục thì đơn vị thi công đang tập trung hoàn nguyên mặt đường. Đơn vị sẽ cố gắng là sẽ hoàn nguyên được những cái điểm chính mà liên quan đến giao thông là trước Noel. Nhà thầu đang đẩy nhanh là tất cả những cái phần việc còn lại, hiện đại phần việc hiện tại nó chỉ còn phần đấu lối thôi. Thì đấu lối thì bây giờ là cũng đang vướng một số cái điểm mà nó trục chính mà lại chỉ được làm ban đêm. Đấy thì là nhà thầu cũng quyết định là tăng cường máy móc nhân sự để làm sao là trước Tết âm lịch. Chúng tôi cũng đã đôn đốc và kiểm tra thường xuyên nhà thầu để đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết. Tuy nhiên là có một số vị trí thì tiến độ hoàn trả vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu. Nó cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân ví dụ như là thời tiết không ủng hộ. Từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho nhà thầu hoàn thành thi công đến đâu sẽ hoàn trả ngay đến đấy. Hy vọng rằng chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện đúng với lời hứa của mình để trả lại sự an toàn sạch đẹp cho những con đường. Cùng với nỗi lo về mặt đường bị đào bới thì người dân Đà Lạt còn có nỗi lo về cây xanh cổ thụ ngã đổ. Thực tế này đã được minh chứng trong mùa mưa vừa qua. Đi trên đường người ta biết nó đổ xuống nào đúng không? Chủ yếu giờ mình tỉa cho nó bớt đi thôi, để cho dân đỡ nhờ thôi. Chứ bây giờ là để mùa mưa này nguy hiểm lắm. Được biết hiện nay Đà Lạt có 4.300 ha rừng nội ô. Với đặc thù của Đà Lạt là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Diện tích rừng này luôn được chăm sóc, gìn giữ, vừa tạo nên cảnh quan riêng có của thành phố sương mù, vừa là lá phổi xanh bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên một thực tế hiện nay là trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều cây cổ thụ già, mục gốc rễ. Nhìn bên ngoài cây vẫn tươi xanh, nên rất khó nhận biết và lại có nguy cơ ngã đổ cao. Coi trọng việc quản lý cây xanh thành phố, thế nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân trồng phân tán
để có một mục đích là nhằm dần dần thay những cây đã hóa mục. Anh em quản lý địa bàn cũng đi kiểm tra thường xuyên, thế nhưng mà không bằng người dân ở sát cây đó được. Thấy hiện tượng gì là người dân phải báo chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với người dân và báo cáo cơ quan chức năng để làm thủ tục hạ. Đà Lạt đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch với hứa hẹn lượng lớn du khách đến với thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công điện yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nói trên. Hy vọng rằng các đơn vị liên quan sẽ làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân và du khách yên tâm vui xuân. Đừng vì những tồn tại nêu trên làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sức hấp dẫn của một thành phố tình yêu vốn mang nhiều vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu đãi đã được xây dựng và gìn giữ bấy lâu nay. Và cũng không phải chỉ là lời hứa suông. Một bản triều nguyễn là những tấm gỗ quý khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược để nhân bản tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi ra công chúng. Đây cũng là những bản khắc lưu truyền công danh sự nghiệp của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử.